안녕하세요. 오랜만에 커피 비 고시엔 오늘 mình sẽ review một con xe màu đỏ. Cần cần không này để chơi thôi. Một con xe bự hơn màu đỏ đó là Dex Trachodon. Con xe bự của anh chàng Rice Dex Trachodon. Này thì nó cỡ 43 cm. Kiểu vậy. Em 15 à, thước này 15 nè. Ủa. Thì chắc là 30 cm đó, 34 cm. Lộn nha mọi người, 43 cm. Thì thông số thực tế của nó thì nó khác xe với xe trên phim. Nhưng mà nó cũng đầy đủ chức năng á, món đồ chơi này cũng đầy đủ chức năng của xe trên phim á. Trước, bên phải, đằng sau, hơi bụi tiếu, cái này chỗ bỏ xe, trong phim đó, bên trái, đó, cái phần này là phần cung cấp lốp xe cho Ryan nè, phần phần lỗ này đó, thì trong phim đó là nó kiểu nó đưa cái kiếm á, cái cây kiếm vô lăng á, đưa ra đây nè, chắc mỗi lần thì lấy súng hay là kiếm gì đó thì nó sẽ từ đây nó từ xe ra nó đưa cho tới Roy, thì nó cũng khá là logic khi mà không phải lấy kiếm từ sau áo nữa, từ sau cái nịt nữa, thì phim này cũng khá là logic là đúng không, tại vì nó mà beo đi Belatosan của Roy sử dụng thì nó sẽ ông đây sẽ lấy ra đeo vô nó logic liền đó. Đây hai phần đèn laser súng á, có thêm dán cái sticker dưới đây nữa nè, à nó ghi là Tridoron 01 nè, nó bán nó bỏ bánh bánh xe ở đâu cũng được đó. Đó, mình sưu tập được mấy cái này nè từ cái fake TK bike hay là cái gì đó của Rai á, cái dòng giá rẻ á, có mấy cái bánh xe đây nè thì sẽ gắn vào đây được nha. Xe này DX với lại có dòng của SHF nó xịn hơn, nó kiểu có hai chỗ ngồi á, trong khoang nè, trong khoang đây là một chỗ, dòng SHF là nó có hai chỗ ngồi với lại nó chi tiết hơn. Cái này thì nó tại nó có âm thanh đó là phải lược bỏ đó, bánh xe đen nè, thôi tới phần âm thanh nè mọi người. Cái này thì sử dụng loại pin cúc áo. Rồi, ok. Switch on. Tridron. Đó. Đây. Đây có hai nút. Một nút đây với một nút đây. Đó. Nếu mà dạng Tridron bình thường dạng style type type speed. Đó thì có phải âm. Đó, cái này chắc tăng tốc, nãy này chạy thôi, này tăng tốc. Tăng tốc. Hay là chắc quẹo cua hoặc là thắng gấp gì đó mình không biết. Đó, xem mà kích hoạt cái này nè. À, bởi vì mình không có xe, không có zip ca nên là mình lấy đại cái đó nha mọi người.
Đó, mình chỉ bấm thôi. Thì thôi, không phải giữ. Good Tridon. Cái dạng này thì dạng của tay Speed thì nó vượt, nó kiểu là nó mạnh về tốc độ, tìm tốc độ chạy đường trường. Dạng này thì Roy hay xài nhất, sẽ có ba dạng: dạng tay Speed, dạng tay Wheel and và dạng tay Technic. Đó, ba dạng thì có dạng tay Speed này dạng chở gái, chở người, chở chở đi hóng gió, đi trái phố. Đó, thôi từ từ nãy quên nữa, cho anh Roy biến thành Henshin. Đúng rồi. Tan 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 tan. Được một dòng nào đó. Đó, cái fix này thì nó cũng khá là ổn áp, ổn hơn mấy fix đời này á. Tay cầm vô lăng nè, xoay nè. Dạng SNS thì nó có cái bass, để nó làm cái này đỡ ngồi, cái này bánh xe tròn mà mình vừa ai thì nó khó này nha. Đó, mỗi dạng toàn chưa một điểm. Đi trái phố thôi nè, cái này thì nó vừa đủ luôn, nó thông minh. Cái này nó làm nó móc trên nó vừa đủ cho cái đầu của Roy với là đầu của game game nữa. Sẽ bấm lên được ta đó, vô đối dạng thành dạng tai vui nè, quay mở lên. Ở đây có hai cái lẫy nè để nó kích hoạt âm thanh đó. Đó, quay xin ngược xe lại cho xe đây đúng không? Đó, xin không quay ngược xe, đâu phải để cái bánh nữa. Cứng lắm, thì cứng kiểu nó bị điếc tai. Xuống để lên đây cái mặt khác nè. Dạng này thì nó thiên về cái sự ứng chuyển á, kiểu là cái sự linh hoạt của nó khi leo leo trên các đồ dốc hay là leo trên leo tường á, kiểu là vượt trên mấy cái này vật cao á đó. Nhưng mà về tốc độ thì nó kém hơn Tai Speed. Phong đen. Nghe nghe sự hầm hố không? Chưa một âm thôi, Tai Speed thì có nhiều âm chứ mấy dạng khác thì giống âm dữ. Tyron Bomber, Bomber nó đập một cái gì á, chắc vậy đó, nhấn nút. Cái âm của Will nè, của Y trong lúc biến hình đó, âm đó đó. Vô đổi dạng nha, tháo luôn. Ra ở trên nè, khoan đổi cái bánh này.
cái móng vuốt. Dạng hai cái móng vuốt đi, hai của máy gắn vô đây rồi. Đó, phải có hai cái chốt ở đây nè. Đây đây, cũng khá là to đấy. Màu xanh của Technic đại diện. Cái dạng tai Technic này thì nó thiên về kiểu máy móc á, thiên về kiểu là tấn công này nè, tấn công dễ dàng hơn á. Với lại cái tốc độ nó thì nó sẽ kém hơn tai Wheel, tai Wide với lại tai Speed. Nó thiên về cái sự tấn công từ xa này, khi mà nó thể trong phim đó là trong phim là nó bay tới mà nó dùng cái này nè, nó dùng cái càng cái móng vuốt để nó chém chém Romulus á, Romulus chém chém từ xa, có thể kẹp kẹp nó, kẹp Romulus ở đây và đập nó hay tấn công mấy con Romulus khổng lồ kiểu vậy. Cái dụng có kiểu công dụng của nó hết á, thì về cái này hơn. Nghe lại nè. Smash kích hoạt. Cái này thì nó không có gì nữa, nó chỉ ngang gì thôi. Nhưng mà chỗ này nó bổ sung thêm khớp chắc ngon á, bổ sung khớp mỗi lần lập lên lập xuống nè, nó chỉ ngang ngang gì thôi. Mình có thể bổ sung thêm khớp được, nhưng mà bên đây nó lấy chờ, này nó chờ, nó kèo. Bánh xe, quên nữa, nó bánh xe thì nó cũng có cái làm cái mũi tên á, mũi tên tam giác nè. Thì hôm nay trở về chẳng thấy cũ. Phải đẩy từ cái đít lên, phải đẩy từ đây nè, đẩy lên. Yeah, you heard me. Rắp lại. Ching. Ching. Mở ra. Thắng lại. Sheng Kachan bán ngầu luôn. Mở lên. À, còn đến thú vị là khi nào nó ở một dạng này nè, mình bấm đi. Một âm riêng á, âm này là âm tắt máy rồi. Kiểu cái âm nó hết năng lượng thì tắt máy á, tại nó chưa vô được cái khung xe mà nguyên cái này sao được. Bấm nè, giữ drop trident là kiểu hạ hạ nó xuống á, cũng khá là đáng làm tiền mắc gạo đó mọi người. Speed đó, vậy là xong rồi. À quên nữa, cái phần xe gốc của nó là nó từ Honda nha, Honda Honda NSX đây, chiếc này nè. Đó, chiếc này nè, thì cái phần đít là nó sẽ đầu thêm phần cái này. À cái này là tập cuối á, tập cuối thì Tomari chở vợ đi xe này nè, đi con xe này nè, xong rồi có chơi sự hóa kiếp chuyển kiếp, làm công an đi hỏi, đi kiểm tra giấy tờ của Tomari á. Mọi người xem một cuối là mọi người thấy chiếc xe này được đổ lại. Đó, vậy là xong rồi, clip của mình kết thúc nha. Rồi đi dạo phố rồi mà để đi ra nè. Nó vẫn còn yên nguyên nha, không có
không có rớt gì hết. Lại à, cái này có cách chơi khác nữa. Để cách chơi khác đó là bỏ cái đồ vô trong đây, nó vừa kết lũa mọi người đó nè mọi người không đó, mọi người phải kiếm được cái tấm hình của idol à, có background là xe hơi nha, cái này là trong xe hơi nè đó, nhét vô vậy đi đó. Thấy không đẹp luôn, chuẩn luôn đó, cùng idol đi cháy phố, đi dạo phố. Đây kim clip của Luna nha mọi người đó, vậy là clip của mình hết rồi, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở tiếp theo những con xe mới hơn. Yeah, chào mọi người.